Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại trở lại với kênh của Thế Giới Văn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu mọi người một cái tính năng mới của cái máy Ring 4012. Thì ở cái video trước thì em đã giới thiệu sơ về sản phẩm của máy Ring 4012 rồi. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu thêm một option gắn thêm ở phía trước máy Ring đây. Đây gọi là cái bộ phận gieo cắt của máy Ring ha. Thì về máy Ring 4012, đây là một cái sản phẩm của thương hiệu Autonic của Nhật Bản. Thì được các kỹ sư Nhật lắp ráp 100% từ cái bộ phận động cơ ở trong cho tới về cái vỏ bọc bên ngoài, nên nó được rất thiết kế rất là chắc chắn ha, nó đảm bảo cho mình về cái vỏ bọc thép bên ngoài. Thì mọi người cùng theo dõi video này để biết thêm cái tính năng về giao cắt của cái máy Ring 4012 này hoạt động như thế nào ạ. Xin mời mọi người theo dõi video. Đây là cái bộ phận giao cắt của máy Ring 4012 đã được bên em lắp sẵn ở đây. Đây là cái giao cắt này, có một cái vỏ bọc kim loại ở ngoài khá là chắc chắn, nó giúp nó bảo vệ tránh khỏi những cái vật cản bên ngoài vào và nó gây ảnh hưởng lên cái giao cắt. Thì đây có một cái nhãn cảnh báo của nhà sản xuất thì là nên để tránh tay xa khỏi cái khu vực này, tại vì khu vực này là khu vực rang nhãn nên sẽ nó hoạt động liên tục, nhiều lúc mình để tay vào đây nó sẽ nguy hiểm thêm, thì mọi người chú ý ha, không để tay vào cái khu vực này. Thì ở mình sẽ mở bên trong cái nắp máy. Đây cái nắp máy, cái bộ phận giao cắt này sẽ được gắn sát với là cái đầu ra của nhãn, sẽ bắt vít và nó rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn đó. Thì khi mà nhãn in ra ở đây đó, thì nó sẽ đi qua cái giao cắt này, và giao cắt sẽ dập xuống và cái nhãn nó sẽ nằm ở phía trước này, và mình chỉ cần lấy cái nhãn ra và thực hiện cái công đoạn tiếp theo của cái quá trình sản xuất. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình in thử để mọi người cùng xem được một cái quy trình nó hoạt động như thế nào để hiểu rõ hơn. Bây giờ mình sẽ demo thử cái máy in Ring 4012 kết hợp với giao cắt thì nó sẽ hoạt động như thế nào, thì mọi người cùng theo dõi nhé. Đó, thì vừa rồi là cái lệnh in của mình đưa xuống, thì đây là 10 con tem, thì là máy in sẽ cắt rời từng con như vậy. Ví dụ các bạn muốn in mà một đoạn dài thành một tệp và muốn nó cắt một lần, thì mình sẽ điều chỉnh lại ở trên cái driver của máy và nó sẽ tiến hành in theo như vậy. Rồi mình đang chỉnh lại rồi, các bạn cùng theo dõi. Đó thì đây là đã in được 5 con tem và cắt một tệp, 5 con tem và cắt một tệp. Thì cái máy Ring 4012 mà kết hợp với giao cắt như vậy thường được sử dụng ở trong cái ngành may mặc, cái nhà máy sản xuất ở may mặc, thì người ta sẽ in những cái nhãn vải như vậy và cắt và may lên những cái sản phẩm về quần áo nè, túi xách, hoặc là một số sản phẩm về giày, hoặc là một số cái sản phẩm về túi khí của xe hơi. Để nhận thêm được các thông tin khác về cái máy Ring 4012 cũng như là giao cắt như vậy, thì mọi người hãy liên hệ với hotline của Thế Giới Vạch để được tư vấn. Vừa rồi mình vừa giới thiệu cái chức năng cắt của máy Ring 4012 kết hợp với giao cắt như này. Thì ngoài cái chất liệu và nhãn vải, thì cái máy Ring 4012 này có thể cắt các chất liệu như là đề can giấy ha, đề can PVC, một số cái loại đề can, hoặc là đề can nhãn dài liên tục, mọi người sẽ cắt theo khổ tùy ý khi mà in ra. Thì mọi thông tin thêm về những cái sản phẩm về máy Ring 4012 kết hợp với cái giao cắt như vậy thì mọi người có thể liên hệ với hotline của Thế Giới Vạch 1900 3438 để được các bạn nhân viên kinh doanh hỗ trợ tư vấn cũng như đưa cho mình những cái dòng sản phẩm phù hợp hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.